Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là bản tin Lee Kut khoe cận mặt con trai giống hệt mặt Hồng Quân. Bé khoai tây được nhiều người nhận xét là có khuôn mặt rất giống tình cũ của Lee Kut. Tối ngày 23 tây tháng 4, lần đầu tiên cựu hot girl Hà Thành Lee Kut khoe cận mặt cậu con trai mới sinh. Nữ diễn viên nhật ký Vàng Anh bày tỏ, vượt qua tất cả để đổi lấy nụ cười này, có xứng đáng hay không? Chia sẻ của Khánh Ly ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Rất nhiều fan động viên cô rằng những khó khăn mà người đẹp đã vượt qua để được làm mẹ là hoàn toàn xứng đáng. Bên cạnh đó, không ít ý kiến nhận xét con trai Lee Kut có khuôn mặt y hệt bố là nam cầu thủ Mạc Hồng Quân. Lee Kut sinh con trai vào đêm 25 tây tháng 3 vừa qua tại một bệnh viện ở Hà Nội. Bé khoai tây chào đời bằng phương pháp sinh mổ vào tuần thứ 37 khi sinh bé nặng 3,4kg. Vài ngày sau khi đỡ đau, người đẹp mới chính thức thông báo tin mừng với người hâm mộ. Cô tiết lộ, quá trình sinh em bé khá nguy hiểm, nhưng may mắn mẹ tròn con vuông. Nữ diễn viên cũng cho biết, bé bú mẹ rất tốt. Đến nay, con trai Lee Kut đã được 1 tháng tuổi. Con trai Lee Kut lần đầu được mẹ khoe cận khuôn mặt, bé khoai tây đã được 1 tháng tuổi. Cách đây vài ngày, Lee Kut đã xúc động làm thơ tặng con trai, thổ lộ niềm hạnh phúc vô bờ của mình khi được làm mẹ, xen lẫn những tuổi hờn mà mình đã trải qua. Trong đó có đoạn, thế giới của mẹ là em bé ngoan, vứt bỏ lo toan ôm con hạnh phúc. Đời có những lúc khiến mẹ chẳng vui, nhìn thấy con cười, chẳng còn thấy tuổi. Dù đã biết trước là mẹ đơn thân sẽ trải qua rất nhiều vất vả, nhưng nữ diễn viên đã chấp nhận và sẵn sàng đối mặt. Trong khi đó, về phía tình cũ của Lee Kut, cha của bé khoai tây là nam cầu thủ Mạc Hồng Quân, vẫn chưa lên tiếng điều gì về việc nhận con. Tuy nhiên, người yêu hiện tại của anh, người mẫu Kỳ Hân, đã khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ thông tin rằng Mạc Hồng Quân chu cấp 60 triệu đồng cho Khánh Ly, cho đến khi mối quan hệ của họ trở nên phức tạp mới dừng lại. Nữ diễn viên Lee Kut ngay lập tức phủ nhận điều này và cho biết cô không những không nhận được một sự chu cấp nào của Mạc Hồng Quân, mà đến cả một cuộc điện thoại của bạn trai cũ cũng không có. Người đẹp phim nhật ký Vân Anh cũng khẳng định mẹ con cô bây giờ có thể tự lo được mà không cần ai chu cấp. Cô không muốn dính dáng gì tới Mạc Hồng Quân nữa. Lee Kut phủ nhận Mạc Hồng Quân chu cấp 60 triệu một tháng. Lee Kut còn khẳng định từ khi sinh con, cô chưa nhận được một cuộc gọi nào từ Mạc Hồng Quân. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!